chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và các bạn đang tự hỏi tại sao hôm nay thanh niên này nó có quả sang bóng đêm tự xây làm gì vậy? Và video ngày hôm nay của chúng ta, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một game thủ top 2 thế giới về căn cứ thợ xây, đó chính là cá con ngủ gật. Oh my god, bạn ấy đã có một số cúp cao nhất trong hồ sơ của bạn ấy, đấy chính là 6.897 cúp. Vâng, đứng ở vị trí top 2 thế giới, vâng, chỉ thua người đứng top đầu có 5 cúp thôi các bạn ạ. Vâng, chỉ 5 cúp nữa thôi là Việt Nam chúng ta lên top 1 rồi, nhưng mà chỉ có hơi đen rồi còn sao. Đứng được ở cái vị trí top 2 thế giới của mùa giải tháng 2 năm 2020 tại căn cứ thợ xây, đấy là một điều khét lẹt rồi. Và bạn nào đã từng làm được rồi, hãy comment ở phần bình luận phía dưới rồi mình sẽ review cho các bạn cùng ăn nhá. Và đây là người chơi cá con ngủ gật 21 tuổi, bạn Hoàng đến từ Bắc Giang. Đây, và tôi thấy thành tích tốt nhất của người chơi này là 6.897 của mùa giải tháng 2 vừa rồi. Quá kinh dị luôn, cái cúp vi danh này 35.387 các bạn ạ. Vâng, của các bạn là như thế nào? Hãy đưa ra con số kinh khủng hoảng của các bạn ở phần bình luận phía dưới nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những trận thi đấu mà người chơi cá con ngủ gật đã có được ở trong cái buổi mình qua quay trực tiếp. Các bạn ấy đánh luôn các bạn nha. Ok, let's go. Vâng, và như vậy thì là cá con ngủ gật nó vâng đánh luôn một nhà thanh niên đến từ Trung Quốc rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng theo dõi vâng một game thủ 21 tuổi đến từ Bắc Giang, top 2 thế giới ở làng bóng đêm, sẽ đánh như thế nào ở trong ngôi làng của Trung Quốc như thế này các bạn nhé. Vâng, có một đôi chút phân tích đến từ thanh niên top 2 thế giới. Vâng, bởi vì đánh top quen rồi. Vâng, bạn ấy có rất nhiều trận thi đấu ở cái mức cúp cao trong mùa giải vừa rồi, nhưng mà bởi vì sau cái update nên không còn nữa. Vâng, bạn ấy đã đổi combo rồi. Vâng, tùy từng mẫu nhà, tùy từng bay thì bạn đấy sẽ có combo phù hợp các bạn nha. Vâng, đây là một cái video thứ hai về game thủ đánh ở làng bóng đêm mà mình làm. Hồi trước là có một bạn nữa, bạn 14 tuổi đấy. Rồi, bây giờ thì đã có rải Minion ở một số công trình rồi. Và như vậy là đánh Tesla đây luôn rồi. Baby Tiểu Long cũng đã được thả vào trận thi đấu. Rồi, vâng, rất là bình tõm anh em ạ. Vâng, đưa Baby Tiểu Long ở đây. Và đây là một căn nhà Builder Hôn 9 mà các bạn có thể thấy là nó gần max hết rồi đấy. Ái xa. Vâng, đội quân của bạn ấy là max ở tha hồn Builder Hôn 9 rồi. Vâng, Baby Tiểu Long cũng đã tùa vào đây. Như vậy thì còn có 4 Baby với cả là 22 minion, không biết có ăn được 2 sao không nhỉ. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi theo dõi tình huống này sẽ như thế nào đây. Úi rồi. Vâng, bạn ấy hình như là biết ở có bom ở đấy. Vâng, chỉ thả có một minion thôi các bạn nha. Rồi, như vậy là đã một minion đã bùng. Tiếp đến là chúng ta hãy cùng theo dõi là vâng 62% rồi. Tỷ số sẽ là như thế nào với trước cái game thủ Trung Quốc đây. Ô, như vậy là ăn vòng từ đường này rồi, chốc nữa cái đám kia nó có ăn được khu vực nhà chính không? Ồ. Rồi, vâng, ăn thêm một phát nữa. Như vậy là không thả hết đâu các bạn ơi. Ồ, khu vực nhà chính. Vâng, vẫn thả là từ từ. Vâng, Enico đến từ Baby Tiểu Long. À quên nhầm, Minion. Vâng, còn bốn em có ăn kịp không đây? Vâng, còn một chút xíu nữa. Như vậy là sẽ đưa một em ra để dụ trước. Wow. Vâng, tinh tế. Vâng, rất là tinh tế. Vâng, tính từng đơn vị một. Tính từng đơn vị quân một anh em ạ. Vâng, không đùa được với những thanh niên top Top 2 thế giới đánh khác bọt thật. Kinh khủng khiếp. Vâng, Enico kìa. Vâng, 70% các bạn ạ. Vâng, 1% cũng cắn, 1% cũng cào cấu để được lên huyền thoại. Kinh khủng khiếp chưa các bạn? 70% vâng, trận thi đấu trực tiếp ấy, để chúng ta cùng theo dõi. Quá khét lẹt luôn. Rồi, để mình xem nhà bạn ngủ gật này. Xem đi. Đâu rồi? Vâng, 5029 tức là vừa mới lên cúp rồi. Ngon thật. Vâng, như vậy mà vẫn còn bảo củ chuối.
chịu, vâng, đến chịu thanh niên thôi. Vâng, tiếp đến thanh niên này vẫn đánh với combo là Baby Tiểu Long với cả là Minion nữa rồi. Vâng, thanh niên này hình như đang sản xuất lính nhanh, đập liên tục các bạn ạ. Vâng, không cho mình nghỉ ngơi luôn. Ủa, nhà em này có con cung gì hay phết. Ui dồi ôi. Vâng, theo như kinh nghiệm bạn ấy chia sẻ thì đầu mùa này thì ở tầm 5.000 cúp thì vẫn nhẹ nhàng lắm. Và để hôm nào cuối mùa, gần cuối mùa bạn ấy bay tiếp. Bởi vì là ở trong cái giải đấu về bóng đêm này thì thường nó reset về 5.000 các bạn ạ. Nên là bây giờ anh em thường để cuối mùa rồi bắt đầu mới bay lên. Khét thật. Rồi. Baby Tiểu Long rất là hoành tráng luôn. Vâng, khá là đỏ cho cá con ngủ gật trong trường hợp này khi mà có hai cái air defense nó đang nâng cấp. Để xem trận này bạn ấy xử lý ra sao. Như vậy là chỉ còn mỗi minion thôi. Và căn nghe từng đơn vị minion một anh em ạ. Để chúng ta hãy xem theo dõi tiếp nào. Rồi, bắn cầu vồng đây nữa rồi. Một thanh niên 21 tuổi mà mình chưa kịp hỏi kinh nghiệm mà bay cúp này được bao mấy năm rồi. Úi dồi. Vâng, nhưng mà cá con ngủ gật còn chưa khét lẹt bằng một bạn nữa. Vâng, bạn ấy bảo là bạn Trần Vũ. Vâng, bay cúc còn kinh hơn. Bạn ấy là sư phụ. Vâng, sư phụ của cá con ngủ gật bạn Hoàng này. Ghê nhỉ anh em. Vâng, nói chung là ở cái làng bóng đêm này các bạn đánh như thế nào. Chứ còn mình thấy mấy thanh niên này đánh vâng tỉ mỉ cực kỳ luôn. Và không hề vội vàng, đánh rất là chậm rãi. Và tránh được cái khu vực 3 cái air defense kia. Vâng, thanh niên tấn công tránh cái hướng đấy hết luôn. Ô, như vậy là nó thổi được bom mà minion nó ăn được cái bom bay kìa các bạn kìa. Vâng, nó vừa mới thổi một quả bom bay nổ tung giữa trời luôn kìa. Ồ, hay nhỉ. Ồ. Rồi, vâng, như vậy là thả rất là từ tốn để ăn khu vực này. Vâng, ăn cái tròi tròi kìa. Rồi. Vâng, thả ồ ạt luôn pha này, cầm tử luôn. Hay quá. Như vậy là 84% rồi. Trận này kết thúc ở 84% các bạn ạ. Vâng, ghê đấy nhờ. Vâng, để xem trận thi đấu này bạn ấy sẽ sử dụng combo như thế nào nhá. Vâng, thanh niên này đúng sản xuất lính nhanh rồi. Bèm rất là liên tục luôn. Và mình vào clan của bạn này. Vâng, lần này là lần thứ 3 đấy. Hôm thứ 3 liên tiếp rồi mới quay được. Vâng, mấy hôm trước mình vào rồi nhưng mà không gặp được bạn đấy. Vâng, thanh niên không biết đi đâu. Ôi sợ, vâng, nhà này là nhà builder hơn 9 ngon nghẻ đấy các bạn này. Rồi, vâng, hay quá. Đổi combo cho nó mới nào. Được đấy. Vâng, trận đấu này sẽ top 2 thế giới 21 tuổi đến từ Bắc Giang sẽ như thế nào đây. Vâng, nếu các bạn thấy thích video này của mình hãy để lại nút like, share và đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nha. Và những series về bay cúp ở trên kênh Akari Gaming sẽ luôn cập nhật và những combo mới, mẫu bay cực kỳ hiệu quả và nhanh gọn nhẹ cho anh em nha. Thoải mái luôn. Úi dồi. Ô, cô máy. Vâng, như vậy là cô máy đã hy sinh rồi, băng lãng xe thật đấy. Vâng, cung thủ lén lút. Được rồi. Để xem thanh niên này xử lý như thế nào. Vâng, đột nhập rồi. Vâng, những pha đột nhập đến từ cung thủ lén lút bằng bao vây quanh khu vực nhà này luôn. Có lẽ theo mình nghĩ là cái bom với cả là đại bác sẽ để dành ăn khu vực nhà chính vào phút cuối. Bây giờ cung thủ lén lút đang bắn tỉa những công trình phòng thủ ở quanh khu vực này. Ôi dồi ôi. Cái thằng nòng to kia nó bắn kinh thật anh em ạ. Rồi, gì nữa đây. Xúc nó. Vâng, à, chưa tiếp cận được khu vực này là rất ngon rồi. Vâng, quyết tâm bắn chết cái thằng đại bác nòng to kia. Vâng, nó vẫn ăn được. Vâng, chưa kiếm được một lối vào. Vâng, vẫn là phải thả một archer lén lút vào. Vâng, ăn được, pha này ăn được. Ăn được cái đại bác nòng to rồi. Vẫn chưa được. Vâng, vâng, các bạn phải thấy được cái sự kiên trì của mấy thanh niên này. Vâng, anh em bay cúp và đánh những cái làng như thế này mà không kiên trì bình tĩnh thì toang liền ngay. Vâng, phải thả đến từng đơn vị lính cuối cùng một để vét được phần trăm cao.
Bởi vì ở cái mức cúp cao bây giờ các bạn chỉ cần lơ là một trận thôi thì số cúp của các bạn sẽ tụt xuống. Và như vậy thì ngày tấn công của bạn sẽ không là mang lại hiệu quả một chút nào. Rồi như vậy là xe bắn đá đã ủi vào đây rồi. À quên nhầm, Cannon Club. Vâng, còn đúng có một em ăn được khu vực nhà chính không ta? Vâng, nó nổ một phát là đau. Vâng, các bạn thấy cực kỳ kinh nghiệm luôn. Vâng, thả một cung, một máy Cannon Club thôi chứ không thả nhiều. Vâng, bây giờ thả tiếp một em nữa để ăn. Còn bên này, Cannon bên này sẽ ăn thêm phần trăm. Đấy, vâng, ảo diệu nhỉ. Vét được 62% rồi. 66 rồi, 64. Đấy, 66 mà lệ. Vâng, thả từ từ từng em một. Vâng, cố lên. Vâng, một hit nữa thôi. Vâng, đúng một hit nữa thôi mà lại. Rồi, vâng. Úi dồi, vẫn chết. Vâng, còn đúng một em này, bắn phát cuối cùng này. Bởi vì cái dung nham nó bắn đau quá. 68%. Vâng, cực kỳ tư tốn anh em ạ. Vâng, 68%. Được. Trận thi đấu này cũng phê lỏi luôn. Úi dồi, vâng, anh em thấy tường màu cấp 9 này. Vâng, khét phết. Vâng, chữ này là chữ Trung Quốc hay là chữ gì anh em nhỉ? Hay là Nhật Bản đây? Vâng, anh em nào biết thì comment cho mình. Mình nghĩ đây là chữ Nhật Bản rồi. Thì có chữ cong 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 kia. Vâng, cá con ngủ gật. Đấy là cái tên để giả vờ lừa thôi. Chứ còn đi mắt ông này thao láo tình lắm. Không hề ngủ gật đâu. Vâng, ngủ gật mà lên được top 2 thế giới thì tôi cũng quỳ. À vâng rồi, đương nhiên này thấy cái mẫu bay này lại đổi về là combo là baby tiểu long với cả là minion rồi. Thịt nó. Cái gì đấy, cái gì đấy? Không ăn được gì à? Mình nhìn bạn ấy thả mình đúng hoa mắt luôn các bạn ạ. Kiểu thả bao vây, vây hãm cứ vòng. Cái vòng tròn nó thu gọn dần vào khu vực ở phía trong rồi. Xuyên vào bức tường thứ hai rồi. Như vậy là còn một ít minion nữa. Để xem thanh niên này nhìn như thế nào. Vâng, trước khu vực nhà chính vâng bạn ấy rất là từ tốn. Thả từng em một để xem có bom bay không. Và đúng là rò được hai bom đen rồi. Vâng, có cái bóng kia. Đã tiêu diệt được một bóng rồi. Vâng, cắt góc rất là gọn gàng để minion nó chạy về đây ăn khu vực nhà chính rồi. Vâng, có kịp không? Một pha thi đấu là bung hơi sớm của minion rồi. Vâng, mình thấy có cái gì đấy sai sai. Ô, vẫn ăn được. Vâng, không thể tin nổi các bạn ạ. Vâng, đúng là top 2 thế giới. Vâng, đánh hay còn hay gặp mày. Thôi rồi. Vâng, thêm một trận nữa. Vâng, không biết thanh niên này sử dụng combo gì đây. Vâng, bây giờ chuyển sang đánh nhà ngang ngố rồi. Nói chung thanh niên thế giới đánh kinh thật. Vâng, trận vừa rồi vâng đánh Trung Quốc kia vẫn thắng anh em này. Trung Quốc Nhật Bản này vẫn thắng này, hơn 62-60 vâng ảo thôi rồi luôn. À đổi rồi vâng bây giờ ấy rồi. Vâng, đổi combo là rất nhanh và như vậy thanh niên lại chơi cùng với cả là Cannon Club. Vâng, top thế giới đánh khác các bạn. Vâng, Hoàng 21 tuổi đến từ Bắc Giang nha. Anh em mà có nhu cầu liên hệ với bạn là cá con ngủ gật thì đấy nhá. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình hãy để lại nút like, share và đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn ơi. Anh rất là tốt đến từ thanh niên này. Vâng, nói chung các bạn cứ leo lên được top 2 thế giới đi rồi biết. Vâng, mùa giải vừa rồi đấy, mùa giải tháng 2 vừa rồi đấy. Vâng, bạn này top 2 thế giới, kinh đấy. Vâng, lối đánh của top 2 thế giới nó cũng dị lắm chứ không phải là như những kiểu anh em mình lom rom đâu các bạn ơi. Gì đây? Vâng, bầy cung đang lén lút chui vào khu vực phía trong. Vâng, đã vậy là đã có ôm bom phá tường một vạch rất rộng ở khu vực góc 3 giờ đi về rồi. Vâng, vừa phá được thêm một quả bom nữa. Rất tốt. Vâng, việc thả cung là bạn ấy thả 3 con để ăn từ từ từng cái một các bạn kìa. Cái lúc mà nó hiện nguyên hình thì là cũng ăn được công trình phòng thủ. Vâng, theo mình thấy là thế. Ô, bị dụ. Bị mấy con cung thủ nhà nó dụ. Nên là thanh niên Cannon kia nó bắn chết. Vâng, điều một em vào xử lý nó. Gọn lắm. Êm ru luôn.
Rồi, vâng, điều thêm 2 em nữa. 2 em thì không kịp rồi. Không, phải 3 em, đúng rồi. Vâng, tính toán từng đơn vị quân một, anh em thấy không? Phải 3 em thì mới xử lý được. Chứ còn 2 em không xử lý kịp được. Hay thật. Đó, bạn nào muốn có bay cúc thì phải tính toán nha, từng công trình nha. Vâng, bên này là 2 cái thôi này. Công trình bên này là chỉ cần 2 cái, 2 em cũng thủ thôi. Rồi, đã có một pha bóng bom mở lối đây nữa cho cannon cả chui vào. Đúng rồi, cầu cầu cầu. Bụp, đi bụi luôn. Rồi, đâu rồi? Vâng, 50 mấy giây. 50 mấy giây cho những phần trăm còn lại. Ông trận thi đấu này khá căng cò cho top 2 thế giới rồi. Vâng, nghi vấn nằm sàn. Và ở trong những trận thi đấu này thì phải cố gắng mang về 2 sao các bạn. Tuyệt đối là phải ưu tiên mang về 2 sao. Giống như kiểu làng chính của chúng ta vậy. Phần trăm phá hủy thì có thể hơn, nhưng mà chỉ có 1 sao thì rồi cũng thua. Số cúp kiếm về cũng được ít thôi. Mà nó còn vét được các bạn kìa. Đấy, đánh tính toán lắm. Vẫn cất lại minion phòng trường hợp không ăn được nhà chính. Đấy, vâng, phòng trường hợp không ăn được vẫn mang thêm một minion nữa. Vâng, 2 minion cho nó chắc cốp. Ghê thật. Vâng, tính từng chút một luôn.
ảo lòi đến từ top 2 thế giới cá con ngủ gật 72%. Khét lẹt. Và như vậy trong video ngày hôm nay, mình đã review cho các bạn và người chơi cá con ngủ gật top 2 thế giới bay cúp hội trường thợ xây mùa giải tháng 2 năm 2020 với mức cúp 6.897 cúp. Và thanh niên này chỉ thua top 1 có đúng có 5 cúp thôi các bạn ạ. Vâng, hơi đen tí xíu chứ không thì Việt Nam của chúng ta lại bước lên bậc số 1 về Clash of Clans rồi. Và có một điều trong video ngày hôm nay, mình muốn gửi một lời chia sẻ của bạn cá con ngủ gật tới bạn gái Đào Thị Hồng, rằng Hồng ơi, cho Hoàng gửi lời em lời xin lỗi nhá. Đây là một mong muốn của game thủ top 2 thế giới, mong muốn là xin lỗi bạn gái. Bạn này có tên là Đào Thị Hồng. Nếu Hồng mà nghe được cái video này, có xem video này thì hãy hiểu cho Hoàng nhé Hồng nhá. Và Hoàng đã biết lỗi rồi, thấy bảo là cho Hoàng gửi lời xin lỗi. Với cả là có một điều nữa, ở trong clan này thì bạn Hoàng có bảo là cái ạc Trần Vũ này, anh em này, ạc Trần Vũ này cũng là một người bày cúp rất tốt. Và đây là sư phụ của bạn Hoàng, bạn cá con ngủ gật. Và người chơi này đã từng lên được vị trí top 4 thế giới ở bay cúp hội trường thợ xây vào tháng 11 năm 2019. Còn tháng 2 vừa rồi thì chỉ đứng ở vị trí 50 thôi. Tức là đã truyền nhân cho đệ tử là thanh niên cá con ngủ gật lên top 2, còn sư phụ đứng ở vị trí 50. Và nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại nút like, share, đăng ký. Thì hôm sau mình sẽ review về những trận thi đấu của người chơi Trần Vũ top 4 thế giới mùa giải tháng 11 năm 2019 các bạn nha. Bây giờ, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới của mình nha. Vâng, đây là những trận thi đấu thắng của bạn cá con ngủ gật đấy các bạn này. Vâng, kết thúc ở từ đầu video là 5.029. Còn bây giờ thì là thanh niên này đang bao nhiêu đấy? 5.175. Vâng, hầu hết là thắng cả các bạn. Nhưng mà bởi vì thời gian quay phát lại thì không có nhiều, nên là chỉ share được mấy trận trước đây thôi. Ok, mình đi đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới của mình nha. Bye bye.